Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Phúc từ happyprosoft.com. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bản nâng cấp tháng 8 của bộ Pro Preset, bộ Live Preset và bộ Film Preset. Rồi, nhất là trước thì đa số là mình giới thiệu là trong Lightroom, cho nên là hôm nay mình đổi gió chút xíu, mình sử dụng Camera Raw ha. Thì đây á, mình sẽ bật những cái hình mẫu của mình lên ở trong một cái film strip để chúng ta chỉnh một lần nhiều tấm ở trên Camera Raw luôn. Cái cách mở này thì nó vô trường lắm. Như mình thì mình chọn hết file này, sau đó mình bấm chuột phải Open with Photoshop thì nó ra được như vậy thôi. Cho nên là nếu các bạn không thử được cách này thì các bạn có thể vào file Open rồi chọn nhiều file coi thử coi nó ra hay không ha. Cái này mình không biết được là có lúc nó ra có lúc không, nhưng mà đa số thì mình làm như vậy nó ra. Cho nên là anh em thử nha. Rồi ok, quay trở lại đi. Thì đây trong bộ của mình á, thì để các bạn sở hữu được bộ này, nói trước luôn thì các bạn có thể lên trang happyprosoft.com. Ở phần cửa hàng các bạn có thể thấy những cái bộ màu mình bán. Thì hôm nay là những cái bộ màu như vậy á, từng tháng mình có nâng cấp miễn phí. Cho nên là cái bộ màu của chúng ta, cái số lượng nó sẽ không cố định mà nó sẽ tăng dần lên theo thời gian. Đồng nghĩa với việc là các bạn mua sớm thì cái giá trị các bạn bỏ ra nó sẽ càng ngày càng thấp đi. Và cái khả năng sử dụng chúng ta càng lúc càng tăng lên. Nói chung là có lợi cho các bạn thôi, chẳng có hại gì cả. Cho nên là tất nhiên là càng nhiều càng vui mà, đúng không? Càng nhiều sự lựa chọn thì nó sẽ càng tuyệt vời hơn. Rồi ok, thì đây mình có 3 bộ mình nâng cấp trong tháng 8 này, bao gồm bộ Live, bộ Phim và bộ Pro. Bộ Pro thì là bộ gọi là nó đa dạng, bởi vì nó rất là nhiều, mình bỏ rất là nhiều. Đây khá là những cái màu này, khi mà mình làm cái album cho khách hàng của mình á, làm album hình á, thì những cái preset nào mình cảm thấy nó khá là ổn và mình có thể sử dụng được thì mình sẽ bỏ vô trong những cái bộ màu của mình, và tùy theo cái tính chất của cái màu đó là mình sẽ bỏ vào những cái bộ này cho nó phù hợp. Như đây mình bộ Pro này thì mình có 3 màu mới. Thì giới thiệu sơ qua, đó là màu số 88, 89 và 90. Thế nhưng lúc đầu là cái bộ này có 70 preset thôi. Nâng cấp cho tới bản tháng 8, 2019 là chúng ta lên tới 90 màu rồi. Đó. Thì bản số 88 á, thì nó là một cái màu low contrast, có nghĩa là cái độ contrast rất là thấp. Đồng thời là cái màu xanh lá cây của ta nó sẽ bị lợt đi khá là nhiều. Thì cái này rất phù hợp cho ảnh chân dung. Ảnh chân dung ha. Bởi vì nó khá là nhạt. Đây các bạn có thể chọn những cái ảnh chân dung để mình show thử màu số 88 cho các bạn này. Đó, các bạn có thể thấy là màu chân dung ha, nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn rất là nhiều. Mình có thể chọn những cái màu chân dung, ví dụ như là màu này đi, hình này đi. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái ảnh chân dung của ta nó nhạt đi rất là nhiều và nó nhẹ nhàng hơn ha. Đây, ví dụ như là hình này nữa cũng vậy này, thử màu số 88 ha. Đó, nó sẽ nhạt đi và nó hơi cổ chút xíu. Và ngược lại ở màu số 89 á, thì nó lại màu lại high contrast, có nghĩa là nó có cái độ kịch tính khá là cao. Cái kịch tính cao này á, thì nó phù hợp với các bạn khi chúng ta chụp những cái bộ ảnh nào mà nó cần, các bạn muốn thể hiện được cái vấn đề là cái cảm xúc của bức hình nó mạnh hơn, nó có contrast cao hơn. Và ở trong cái preset số 89 này á, thì mình làm cho cái màu da nó tương đối sáng lên, tại vì cái contrast nó cao rồi mà, thì màu da nó cần sáng lên chút xíu để nó nổi bật. Cho nên là các bạn có thể sử dụng được cái này cho hình chân dung được luôn ha. Thì như mình nói đó, nó contrast cao, cho nên các bạn sử dụng những cái hình nào mà nó thể hiện cái sự nó hơi có cái show deep ở trong đấy á, thì chúng ta dùng ok. Chứ còn ví dụ như là hình này đi, hình cưới mà hai người đó rất là happy, rất là hạnh phúc, và mình sử dụng cái hình số 89 vô nè, nhìn nó, mình nói thật, nó sao sao á. Đại khái là cái màu với lại cái nội dung của hình nó không liên quan gì nhau, cho nên là nó sẽ không hợp ha. Cho nên là những cái màu mà nó nhẹ nhẹ như vậy này, chúng ta sử dụng cho những cái ảnh nó cần cái nó có cái mood mà gọi nó trong sáng lên chút xíu, thì chúng ta sử dụng cái low contrast ha. Rồi cái màu số 90 này thì nó đơn giản là một cái màu tông lạnh. Màu tông lạnh này là hồi đó là có cái album của một ông nhờ làm hình fashion, cho nên là mình bỏ cái màu tông lạnh vào đây. Cái màu tông lạnh thì các bạn cần sử dụng những cái hình mà nó hơi tối chút xíu á, thì chúng ta sử dụng cái màu số 90 này sẽ rất là đẹp. Ví dụ như là đây này đi. Rồi, cứ để thấy click vô á, nhìn nó khá là xấu đúng không? Nó tệ, nó tối vãi nổi ra, cho nên là chúng ta sẽ quay trở lại trong cái tab basic này. Mình sẽ kéo exposure lên. Đó, thì khi kéo sáng lên có thể thấy là hình của ta nó mượt hơn rất là nhiều. Mặc dù nó hơi ấm nhẹ lên thì các bạn có thể giảm temperature hoặc là tăng giảm temperature của chúng ta để cái nhiệt độ màu của chúng ta nó ok hơn ha.
thì lúc đó nó sẽ ổn thôi, chứ không 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 phải là chúng ta click vô các bạn nhìn thấy nó tệ quá chúng ta không chỉnh sửa gì bỏ hết chê rồi thì lúc đó nó hơi phí. Tại vì thực tế chúng ta chỉ cần kéo nhẹ lên này, tăng cái temperature cái này lên chút xíu đó thì màu chúng ta nó sẽ ổn thôi, chả vấn đề gì cả đó, thì màu chúng ta nó sẽ là khá là ok ha. Ví dụ như cái này màu shadow có thể là mình sẽ lên nhẹ để mình giảm cái ánh sáng xuống xíu, như các bạn thấy nó hơi bị cháy ở vùng ngoài đó thì nó sẽ ổn đó, là có một cái hình rất là ok đúng không. Thì đó là cái nâng cấp cho bộ pro, thì bộ pro nó đơn giản vậy thôi, nó khá là bình thường. Rồi tiếp theo là bộ light, bộ light preset là bộ màu chuyên cho ảnh chân dung, cho nên là những cái màu ở cái này á, cái bộ mới của mình á thì mình thiên về tông tối. Những cái ở cái phiên bản trước thì nó về tông sáng nhiều quá rồi, cho nên là nhiều anh em nói với mình là nó cho những cái hình nào nó tông hơi sử dụng cho tông tối chút xíu đi anh. Thì ok thì có tông tối đây, thì có hình tông tối của mình đây, mình nâng cấp thêm ba màu, nó số 18, 19 và 20 ha. Thì với những cái hình này tương tự như vậy thôi. Thì trước đây mình có một cái clip mà hướng dẫn các bạn chỉnh sử dụng preset làm sao để blend màu cho nó hiệu quả, thì các bạn tham khảo đó. Thì cách sử dụng nó tương đương y chang như là trên Lightroom luôn. Thì như hình này đi, mình tăng sáng nhẹ lên thì các bạn để thấy là cái sự khác biệt nó khá là nhiều. Rồi đây là số 19 này. Số 18 á, là số 18 với số 19, số 20 ha. Đó, thì nó gần giống nhau ở cái điểm á, là cái những cái phần màu xanh của mình ở trong số 18, 19, 20 mình thay đổi khá là nhẹ. Nhưng mà đặc biệt ở số 19 là mình giảm nhiều nhất. Tại vì chúng ta sẽ có một cái tông nó mát mẻ hơn, như hồi nãy mình nói đó, tông lạnh, tông tối thì nó mát mẻ hơn. Và đa số thì các bạn yêu cầu mình là tông nắng vàng, ấm các thứ. Thì đơn cử đối với mình đi thì tông nắng vàng các bạn gặp rất là nhiều rồi. Cho nên là nâng cấp bản này thì các bạn cho phép mình đi mình thêm ba cái bản nó tông nó ấm, nó không ấm ha, nó hơi mát mẻ hơn chút xíu và nó có cái màu xanh nó mát mắt hơn đó. Như này thì chúng ta chỉ cần tăng sáng lên chút xíu này đó thì chúng ta sẽ có cái màu như này. Bộ line này là bộ màu cực kỳ dễ xài, các bạn thể sử dụng cho hình tiệc cũng được đó, là bộ màu line preset ha. Tiếp theo là bộ màu phim reset. Bộ màu phim reset có thể gọi là cái bộ màu mà mình thích nhất. Cho nên là đa phần lúc nào mà các bạn nào inbox trên fanpage của mình hỏi là màu mà em nên mua thì nên mua bộ nào, thì đa số thì mình đẩy các bạn mua là combo bao gồm phim reset và live reset. Đơn giản là hai bộ này là hai bộ mình thích nhất, mình thường sử dụng nhất, cho nên là mình recommend các bạn sử dụng cái bộ đó thôi. Đơn giản vậy thôi. Nó khá là đa dạng nữa. Bộ phim này các bạn có thể sử dụng cho ảnh ảnh phong cảnh được nè, ảnh chân dung cũng ổn à, và ảnh phim mà nó thì các bạn có thể sử dụng cho ảnh cưới cũng vẫn được ok, chẳng sao cả. Mình làm album ảnh cưới mình sử dụng bộ phim khá là nhiều, không ít đâu. Cho nên là đó, thì có thể thấy là ở bộ phim này mình có ba màu mới luôn. Thì ba màu này cái tông nó tương đối giống nhau, rất là hơi nó low contrast ha, nó low contrast, tuy nhiên là màu sắc nó thay đổi chút xíu, đặc biệt cũng là về phần màu xanh lá cây ha. Mình thì khá thích thay đổi màu xanh lá cây, lý do là bởi vì đa số là hình chụp ở Việt Nam á là mình cũng sử dụng màu xanh lá cây nhiều. Màu xanh màu cái màu số 24 nó hơi thiên về tông màu kiểu sô cô la của mà các bạn yêu cầu mình á. Và màu tông số 25, tông số 23 nó thiên giống như kiểu màu của Nikon. Đó, màu của Fujifilm nhé, màu của Fujifilm. À, mình không nhớ rõ tên là cái gì nhưng mà cái này là hồi đó là làm cái album ảnh cưới ấy, thì có một ông bác ở bên studio thì ông nhờ mình em ơi anh thích cái chất màu của cái màu phim thì em có thể làm được hay không, thì ok anh gửi đây nhé. Thì đó mình ra ba ba cái màu này nó sử dụng cho ảnh chân dung này vẫn khá là ổn ha. Mình nhớ có một cái ảnh của một anh nào đấy chụp ở ngoài biển, mình những cái ảnh như thế này mình sử dụng cái bộ phim khá là ngon lành. Bởi vì nó lên cái kịch tính của cái hình của ông ta nó rất là cao. Và phim tông mà phim tông lúc nào cũng làm người ta thấy hấp dẫn hết á. Bởi vì các bạn đi coi phim thì các bạn để thấy là đa số cái phần mà nó ạc á thì đa số nó thuộc về cái phần màu, cho nên là các bạn để thấy là nó khá là ổn. Ví dụ như đây các bạn thể thấy là cái contrast khá là thấp, cho nên là các bạn thể đẩy cái shadow lên chút xíu để cho cái phần tối của mình nó sáng lên. Đó. Nếu là toàn bộ sơ lược về ba cái màu ở ba bộ tổng hợp là 9 cái preset mới mà mình mới nâng cấp ở trong tháng 8 2019 này. Thì nếu các bạn muốn sở hữu ba bộ màu này, các bạn thể liên hệ ở trên trang HP Photoshop. Nếu các bạn mua combo ba bộ này luôn thì giá nó là bao nhiêu nhỉ?
giá combo ba bộ này như là 600 hoặc 700 như đó. Đa số là nhân viên của mình tư vấn cho nên mình cũng không để ý lắm. Các bạn thể tham khảo ở trên fanpage, nhắn tin trên fanpage của mình cũng được ha. Và nếu các bạn mua bộ live và bộ phim, mình nói giá lẻ luôn, là bộ giá lẻ của bộ live á, là 400, bộ phim là 400, bộ pro là 300. Nếu các bạn mua chung, ví dụ như là bộ pro reset và bộ live reset mình giảm còn 500 là hai bộ. Bộ live reset, bộ phim reset thì mình giảm còn 500 là hai bộ. Đó. Thì đơn giản vậy thôi, là mình sẽ giảm khá là nhiều cho các bạn ha. Thì đó là tổng quan ha. Và cái quãng thời gian vừa rồi mình mới mở thêm một cái shop thời trang nam á. Thì nếu anh em nào có nhu cầu thì các bạn thể ghé qua trang ở dưới tên là gaza.vn. Trên nó có quần áo rồi các thứ. Tại vì bán cái preset thì không thể nuôi sống bản thân mình được, cho nên là tại vì ít người mua cho nên là mình cũng không có đặt nặng vấn đề là như nào cả trên trang HP Pro Shop. Cho nên là mình mới mở những cái gọi là có cái kinh doanh riêng. Cho nên nếu như anh em nào có thể hỗ trợ mình, ủng hộ mình chẳng hạn hết, thì anh em có thể lên trang gaza.vn và đặt hàng trên đó. Thì tất nhiên nó sẽ luôn có những cái ưu đãi và có cái nút nhận ưu đãi đó. Ở trên đó thì anh em có thể nhận ưu đãi giảm giá thêm ha. Thì đó toàn bộ video này. Nếu như video sau các bạn muốn mình làm vấn đề gì thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên like, share, subscribe cho mình biết là video sau. Ok, bye bye anh em. Mình đang mới học phúc từ HP Pro Social.com.